Đây anh chị cô chú, đây là trung tâm thương mại Kim Long ha. Trung tâm này thì thuộc khu vực Châu Đức. Thì anh chị cô chú nào mà đã về tham khảo khu vực Châu Đức này thì cũng biết trung tâm này rồi. Trung tâm là trung tâm chính ở đây. Thì hôm nay Long muốn quay bán lô đất thuộc xã Sà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì lô đất Long muốn quay bán là 1.500 m². Đó, và có nhà, có vườn trái cây. Thì cách trung tâm này mọi người. Trung tâm này ha, cách trung tâm này tầm 6 cây số nha mọi người, 5 cây rưỡi nha mọi người. Là tới trung tâm này. Thì trung tâm này rất là hoành tráng rồi. Đây, Long sẽ quay cho anh chị xem cô chú. Cô chị, anh chị cô chú xem cái trung tâm này. Đó. Đây anh chị cô chú, trước trung tâm là quốc lộ 56A. Đây là trung tâm 56A nè. Lộ 56A. Rồi thì bây giờ Long sẽ tiếp tục dẫn anh chị cô chú xem đất ha. Cùng đi theo Long xem tham khảo 1.5 sào đất thuộc Sà Bang. Đây anh chị cô chú, đây là quốc lộ 56A ha. Thì trước mặt mình đây là hướng này về Long Khánh ha. Là sau lưng màn hình mình là về Bà Rịa Vũng Tàu. Thì quẹo phải này là vô đất mình ha. Thì Long tiếp tục sẽ dẫn chị cô chú xem vô đất mình. Thì cái đường mà về Sài Gòn, đường về quốc Bầu Cảng mọi người, thì từ đây lên nó tầm một chưa được cây số, vừa trái là ra Bầu Cảng rồi, là về quốc lộ 551 á. Thì hướng này là mình vô xem đất nha. Đây. Hai bên nhà dân cư cũng khá là đông đúc. Đất khu vực này hầu như là đa số là đất đỏ không mọi người ha, đất đỏ Ba Giang ha, đất rất là màu mỡ luôn. Nếu nói về đất khu vực Châu Đức đó, là đất là mình riêng Long nghĩ đất của khu vực Sà Bang là đất rất là màu mỡ. Khu vực này toàn đất đỏ không mọi người. Đây mọi người, con đường này là đường nhựa nha, nhưng mà đã bị hư hỏng rồi, thì nhà nước đang sửa chữa lại ha. Hai bên họ đang mắc mương và họ làm cống xong họ sẽ đổ lại đường nhựa này là đường nhựa mới. Đó, họ đang làm cống rồi mọi người. Đó, hai bên đang làm cống xong thì nhà nước sẽ sửa chữa lại đường này. Đường nhựa này hiện tại là đường nhựa 6 m. Bây giờ hiện tại thì đường 26 xíu nha mọi người. Đây anh chị ơi, thì bây giờ Long đã tới đất rồi nha. Đất mình thì đây là khu dân cư. Hiện tại con đường này mọi người là đường 4 m ha. Xe hơi có thể vô tới nơi được. Nhưng mà hiện tại bây giờ cỏ đất hai bên ra rất là âm tùm. Cho nên mình chỉ còn được 1 m mấy 2 m thôi là đất thôi. Còn đây là cỏ hoài nha mọi người. Đây là khu dân cư ha. Rất là đông đúc luôn. Và đất mình sát bên cái ngôi nhà trắng này. Ngôi nhà này thì sát ngôi nhà này ha. Thì đất mình thì hiện tại là có hàng rào, có nhà cửa đầy đủ ha mọi người. Đó. Đây là cô hàng xóm ha. Đây sao cô? Đường này sao cô? À. Đây đây là cô hàng xóm mọi người ha. Hàng xóm của chủ nhà này. Thì cổ cũng có nói chia sẻ là con đường này chuẩn bị làm. Đường này còn bao lâu nhà nước làm, bao lâu làm cô ha? Dạ, từ ngoài đường vô ha. Dạ, rồi cảm ơn cô. Rồi mọi người cũng đã nghe rồi ha. Thì cô hàng xóm đã có chia sẻ là đất mình cái đường này thì chuẩn bị làm. Làm đường mấy mét cô? Đường này đường mấy mét cô ha? Làm 6 m. Đường 6 m hả? 6 m và làm 3 m thôi. À, dạ. Làm nhiêu lấy nhiêu à? Dạ, dạ, dạ. Vậy là đường 6 m cô ha? Đầu đường tôi cho là làm à? Dạ, dạ, dạ. Cô đã cho rồi đúng không? Cô đã cho đất rồi đúng không? À, dạ, dạ rồi. Được rồi, cảm ơn cô. Thì đây mọi người ha, đất mình thì mặt tiền được 7 m 7 mà mọi người ha, chị ngang được 7 m 7 và sau vô được 100 m và có vườn cây trái. Thì đất mình thành tự tự giống hình chữ L vậy mọi người ha. Thì xung quanh đất mình hàng xóm dân cư cũng khá là đông nha. Đường điện thì đã vô tới nơi hết rồi nè mọi người. Đó thì mọi người cũng đã nghe cô hàng xóm chia sẻ thì đoạn đường này chuẩn bị sẽ làm nha. Thì cô đã hiến đất rồi đó. Thì giá này chủ đang kêu bán 1.5 sào hả. Giá kêu chủ đang kêu bán là 1.850 nha mọi người. Đó, có bác chú giấy tờ ha. Hàng xóm nè mọi người. Đó.
Đây thì Long đã vô tới ngay trước sân mình. Thì Long sẽ quay cụ thể cho anh chị cô chú xem ha. Thì cái sân này nè anh chị cô chú nè, thì có thể đậu được hai chiếc xe hơi ha. Hai chiếc thì mình cũng hơi quá, nhưng mà một chiếc xe thì đậu rất là thoải mái cho cái sân này nha mọi người. Đó, sân này xe hơi đậu thoải mái một chiếc luôn. Và ngôi nhà mình đây, nhà anh thì đã có cái nhà sẵn rồi. Thì anh chị cô chú nào xa thì về không cần xây đâu. Mình cuối tuần mình về đây thì có nơi nghỉ ngơi ha. Nhà này thì cũng rất là mới nha. Thì về anh chị cô chú nào có điều kiện thì đóng thêm la phong vô ha. Đóng la phong vô. Nhà thì dán gạch là đến 1m2 hết rồi. Đây là một phòng khách. Đó, phòng khách. Và đây là một buồng. Phòng buồng ha mọi người. Đây được một phòng buồng. Đó. Đây là bếp, toilet. Đây. Toilet nha mọi người, đầy đủ ha. Đó, đây là bếp. Thì mình bước ra đây á mọi người, bước ra đây là có thêm một cái sân phơi ha. Cái sân phơi là và cái sàn nước. Đó. Sàn nước này mọi người, đây là hàng xóm cái bên mình. Đó. Còn đây là vườn chiếc cây. Thì đất mình xuống đây mọi người, xuống đây 7m7 nhưng mà xuống đây nè thì nó sẽ banh to ra. Khúc này thì nó nở to ra nha mọi người. Nói chung đất này là theo Long nghĩ là nở hậu ha. Đó, nở hậu. Đó bao nhiêu anh? À 17m, đây là chỗ đất này mọi người ha. Thì anh có nói là đây nở hậu ra được 17m. Có chỗ đất đây luôn. Đó. Đây, đây thì trái cây mọi người. À, anh cho em hỏi đây là đất mình cái giá anh mong muốn bao nhiêu anh? Giá anh muốn bán là 1.850. À 1.850, đây là có chỗ đất nó luôn nha mọi người ha. Thì giá anh chủ muốn bán là 1.850. Thì có bớt chút giấy tờ. Đây. Sò điên này anh có tưới không? Có bếp tưới tự động á. Có luôn hả? À có giếng khoan luôn. Đây. Bếp tưới đây mọi người, sầu riêng đây ha. Đất này thì đất đỏ nha mọi người. Đây, đỏ nè. Mọi người thấy dưới gốc sầu riêng không? Đó, đất là đỏ âu luôn ha. Đó, có hệ thống tưới đầy đủ hết nè. Đó, hệ thống tưới tự động nha. Đây giếng. Giếng này giếng bơm ha anh, tưới bằng giếng này ha. Dạ. Dạ. Đây mít mọi người ha. Đây, có anh chủ hướng dẫn mình xem đất luôn ha. Thì đây là đất mình thì cái ranh giới này á thì đã ảnh đã rào bằng lưỡi B40 hết rồi. Đó. Đây. Ảnh trồng rất bài bản nha. Đó thì mít. Ủa anh đất này anh trồng sầu riêng rồi vậy chứ cây đẹp thì sao anh bán lại bán này anh? Anh đang cần tiền anh làm công việc khác á. À. Thì đã anh chủ này cũng đang cần tiền làm công việc nên ảnh kêu bán. Thì hàng rào đã có lưới B40 đầy đủ hết nha mọi người. Còn căn nhà kia qua đất ở giờ bán lô đất này. À anh bán lô này hả? Còn căn kia qua anh ở à. Đây. Thì đâu được sầu riêng này, sầu riêng thứ 6, sầu riêng gì anh? Sầu riêng thứ 6. À, đây là chắc cũng có trái bao gần mùa sang năm có trái bói luôn nè mọi người. Cây đó ra nhiều lắm. Quá trời tốt luôn nè. Này được bao nhiêu mít anh ha? Được 10 cây mít không? Tầm phải gần 20 cây mít á. À 20 cây mít và sầu riêng cũng đâu đó cũng mấy chục cây ha. Sầu riêng tầm cả 40 cây á. Em nghĩ này chắc 30 cây trở lại à, không được 40 cây đâu. Chắc 30. À, thì bây giờ Long sẽ đứng trực tiếp một chỗ thì Long quay cụ thể cho anh chị xem cái mảnh vườn mình ha. Mảnh vườn mình thì thứ nhất bên đây á là rào lưới B40, ranh giới đã rất rõ ràng. Và bên kia đó thì cũng ra lưới B40, ranh giới đã rất rõ ràng rồi. Thì đất mình không bao giờ tranh chấp rồi. Đất mình thì bằng trang luôn nha mọi người. Mọi người thấy không? Bằng phẳng như cái sân banh vậy đó. Đó thì đây là vườn cây ăn trái. Ở trong rất là bài bản nha, thẳng hàng thẳng lối. Đây là sầu riêng. Hai bên hàng sầu riêng, ba hàng sầu riêng và hai hàng mít ha. Đây là một hàng sầu riêng nè mọi người. Đó, trái mình là một hàng nè. Xen kẽ giữa là hàng mít. Qua bên kia đây là thêm một hàng sầu riêng nữa. Đó. Bên kia hàng mít, kế hàng mít sát hàng rào kia là một hàng sầu riêng nữa. Đó là ba hàng sầu riêng, hai hàng mít ha. Đó. Trồng rất là bài bản nha. Thì hệ thống tưới tự động cũng đã có rồi, mình chỉ cần bật nước thôi là tưới thôi mọi người ha, không cần mà mình sẽ kéo vòi vậy đâu, kéo vòi tưới giống hồi xưa đâu. Thì cái giá anh chủ nãy cũng có nói cho mọi người nghe thì chủ đang mong muốn là 1.850.000, thì có bớt chút giấy tờ. Thì nếu như anh chị cô chú nào mà thích cánh vườn này thì
để xem đất. Long sẽ trực tiếp dắt xem đất cho mọi người ha. Đây bắt đầu lên trước nhà lại ha, thì ngôi nhà mình kìa mọi người đó. Thì Long cũng nói luôn, đất này mọi người là thực tế là hai sào ha đó, nhưng mà anh chủ này á, anh bán 1,5 sào, còn nửa sào này là cái nhà của chị ảnh đó, cô anh để đây. Thì sau này ông mọi người nếu mua mảnh mảnh này, mình cũng nói rất là cụ thể luôn, mua mảnh này thì mọi người công chứng 2 sào, anh vẫn công chứng cho chị, anh chị cô chú 2 sào. Khi nào anh chị cô chú cắt được sổ sẽ cắt lại chảnh 500 m², cái nhà anh hiện tại đang ở nhà này ha. Nhà của nhà mình thì đâu đó cũng tầm 80 m² nha mọi người, xây đó cũng 80 m² á, nhưng mà ít thôi nha. Ngang này cũng được 6 m, dài cũng được gần 20 m. Đây là ngôi nhà nãy Long có nói nè, kế bên này á là 500 m². Cùng một cái sổ này là 2 sào ha, nhưng mà ảnh bán chỉ có 1,5 sào thôi, mình sẽ công chứng chảnh là 2 sào, nhưng mà thực tế mình mua chỉ có 1,5 sào thôi. Khi nào cắt sổ được mình sẽ cắt đưa ảnh lại 500 m², lên thổ cư cắt lại đưa ảnh lại 500 m² ha. Còn cái giấy tờ mà về mà giấy tờ cắt sổ thì mình sẽ gặp ảnh nói chuyện về việc đó ha, thì ảnh chỉ kêu mình quay vậy thì Long chỉ quay vậy thôi đó. Cái khu dân cư này thì ở đây họ sống rất là hòa đồng nha mọi người, hòa đồng lắm đó. Nhà mình đây hàng rào đó có đầy đủ hết rồi thì không sợ tranh chấp nữa ha. Rồi Long chào anh chị cô chú nha, thì Long đã quay rất cụ thể rồi, chúng nên Long sẽ cho anh chị cô chú xem đường xá sau, cho chị xem cái thông tin quy hoạch cũng như là để anh chị mình có thể hình dung được cái hình dáng đất mình ha. Đó, đất mình anh chị đó, anh chị L ha. Đó, đất phủ đường thông ha. Đó, đường thông đấy. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho anh chị xem cái vị trí đất mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung. Đây, đất mình nằm vị trí này anh chị ha. Đó, chị này, tức là lúc mà bạn Long đặt từ đầu là đứng ở ngay trung tâm Kim Long đây nè, rồi tới ngay ngã ba này nè, cái ngã ba này là cái ngã ba giao, tức là cái ranh giới giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai Cẩm Mỹ chị ha. Đó, đây ngay công ty Thiên Thiên nè, tức là từ quốc lộ 6 mình rẽ vô công ty Thiên Thiên ha, thì quẹo vô nè, quẹo vô đây xong rồi tới đây quẹo phải vô đây. Đó, nói chung là cũng thuận tiện đi đó quốc lộ 6 ha, và đặc biệt là gần cái trục đường Bầu Cạn. Cái đường Bầu Cạn mình nói nhiều rồi, đường là trục đường đi thẳng ra quốc lộ 51 và có đi ngang qua sân bay Long Thành ha. Đây sân bay Long Thành nằm đoạn này nè anh chị. Đây đường Bầu Cạn nè, đi thẳng một nước luôn sẽ ra quốc lộ 51 ha. Đó, là cao tốc đi về Hồ Chí Minh đó, cho nên là ở đây nếu mà đi về Hồ Chí Minh thì cũng rất là tiện ha. Nó chỉ tầm hơn 60 cây thôi đó, hơn 60 cây là mình sẽ về tới thành phố Hồ Chí Minh đó, đi rất là nhanh rất là tiện. Nói chung là vị trí thì mình thấy ok đó, gần quốc lộ 6 ha. À, giá thì mình thấy cũng ok, giá thì hiện tại là chỗ kia là 1,850 tỷ, thì giá này cũng còn bớt giấy tờ đó, mình nghĩ là mua được, tại vì ở Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ là đất không thôi đã đạt hơn 1 tỷ 1 sào rồi, đặc biệt là cái này có nhà ha, cái nhà này thì nói chung là mình thấy cũng ở được ha, nhà này nếu mà anh chị mình không có cái nhu cầu cao á thì mình thấy ở được, và đặc biệt là có nguyên vụ trái cây đó, mình về mình chăm sóc này nọ, mình nói chung là vừa ở nghỉ dưỡng cũng thuận tiện mà đầu tư cũng được ha. Đó, đi về trong ngày được gần, nói chung là hơn 60 cây thì đi cũng nhanh lắm đấy. Rồi thì anh chị nào quan tâm đến cái nhà vườn này thì cứ alo cho mình ha, số điện thoại để dưới màn hình á, và sẽ hỗ trợ dẫn chị xem nhà cũng như gặp chủ, mình đàm phán giá cả và chốt thôi đấy. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất cũng có thể alo mình luôn ha, mình sẽ hỗ trợ tới quay. Rồi cảm ơn chị mình đã xem hết video, chào mọi người.